kéo áo xuống. Chuẩn bị đi chơi nhỉ, ai lên đồ đẹp quá nè. Đúng không, đẹp quá nè. Bé đón xuân nè, bé đón xuân đầu tiên nè, đúng không? Đẹp chưa, được chưa, hoa đẹp quá. Hoa đẹp quá nè. Bé coi TV đi, nha. Bé coi TV nha. Hoa đẹp nè. Ủa chị, bé chị nay nhiêu mấy tháng rồi chị? Có 3 tháng. Hoa đẹp nè. Cười đi con. Yeah, mẹ đi. Happy đi, con chào chú Bảo đi. Happy đi, chú Bảo nè.